Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Vào thời điểm 12 năm trước, ba cậu bé Ace, Sabo, Luffy đã cùng nhau cạn chén rượu thề kết tình huynh đệ keo sơn bền chặt. Sau này lớn lên họ cũng tạo thành một trong số những bộ ba mạnh nhất One Piece. Có điều Ace lại ra đi quá sớm, không thể chứng kiến em trai mình thực hiện được giấc mơ. Ngày Ace tử trận, Luffy đã bị đánh gục hoàn toàn, tới mức ý chí chiến đấu cũng mất sạch. Cậu tự hành hạ bản thân vì không thể cứu được Ace. Cái chết của Ace giáng một đòn cực mạnh vào Luffy, cảm tưởng như cậu đã mất đi tất cả anh em. Thì thật may cha của cậu lại là người cứu sống Sabo, một người anh khác của Luffy. Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng vẫn là cái chết của Ace đánh một đòn mạnh vào tâm trí Sabo, giúp anh nhớ lại tất cả. Để rồi anh đi tìm gặp Luffy tại Dressrosa, cướp lấy trái Meramera, di vật của Ace. Sabo thề sẽ thay Ace bảo vệ cho Luffy, mặc dù hiện tại có lẽ anh và Ace đều không phải đối thủ của nó nữa. Và rất có thể chính đứa em trai yếu ớt hay khóc nhè ngày xưa sẽ là người giải cứu Sabo, điều mà 2 năm trước Luffy đã không làm được. Bởi như các bạn đã biết, Sabo vì giải cứu Kuma mà tấn công thẳng vào Marineford, rồi bị Hai Đô Đốc Fujitora và Ryokugyu đánh bại. Số phận của anh cũng như các thủ lĩnh quân cách mạng đang là điều được rất nhiều fan One Piece quan tâm. Do đó, hôm nay Chuyện Tổng Hợp sẽ gửi tới anh em một video giả thuyết về số phận của Sabo, đồng thời phân tích sức mạnh của Tổng Tham mưu trưởng nhân vật số 2 quân cách mạng, liệu anh có mạnh ngang được Đô Đốc Hải quân hay không. Sau đây mời anh em tới với video tất tần tật về Sabo. Một tiểu sử thân thế của Sabo. Sabo là anh kết nghĩa của Monkey D. Luffy cùng với Podcast The Ace. Cả ba đều được sinh ra và lớn lên tại vương quốc Wa, biển Đông Xanh. Sabo sinh ngày 20 tháng 3, hiện 22 tuổi và đang là tổng tham mưu trưởng, nhân vật số 2 của quân cách mạng, đứng sau duy nhất cha Luffy là Monkey D. Dragon. Nhưng khác với hai người anh em, có cha là tội phạm khét tiếng kia, Sabo lại là đứa con nhà quý tộc. Anh là con trai của Outlook đệ tam, vốn dĩ là người kế thừa hoàng vị nhưng do bỏ nhà đi bụi, nhỏ không lớn lên làm tướng cướp, nên ngôi vua của vương quốc Wa hiện tại đã rơi vào tay của Stanley, đứa con nuôi mà cha mẹ Sabo đã nhận. Sabo xuất hiện lần đầu ở chapter 583 trong hồi tưởng về Ace của Luffy, đó là thời thơ ấu của cả ba. Vào khoảng 12 năm về trước so với cốt truyện hiện tại, Sabo đã gặp Ace và Luffy, họ nhanh chóng kết bạn và coi nhau như anh em. Cùng với hai người anh em thiện nhưng chẳng lành kia, Sabo cũng có ước mơ trở thành một cướp biển vĩ đại để có thể ra khơi và đạt được sự tự do. Kế hoạch dòng buồm ra khơi của ba anh em dự định thực hiện vào năm họ tròn 17 tuổi, độ tuổi bẻ gãy sừng trâu. Mặc dù vậy Sabo đã quyết định ra khơi trước Ace và Luffy. Tuy nhiên sau đó thuyền của anh đã bị phá hủy bởi Long Tinh, Sabo được cho là đã chết từ sự kiện này. Nhưng bằng cách nào đó đã được Monkey D. Dragon cứu sống, rồi sau đó anh đã gia nhập quân cách mạng. Về tính cách, Sabo là một người hiểu chuyện, điềm đạm hơn nhiều so với Ace. Anh cũng yêu thích, khao khát sự tự do và tôn trọng ước mơ của Luffy. Mặc dù cả anh và Ace đều cười nhưng họ luôn tin tưởng em trai của mình sẽ thành công. Trên hết cả Ace lẫn Sabo đều là những người anh tốt, họ sẵn sàng xả thân để bảo vệ em của mình. Chính xác thì bộ 3 ASL luôn như vậy, chỉ cần một người gặp nạn, hai người kia sẽ liều mạng giúp đỡ. Mặc dù là con trai của một quý tộc nhưng Sabo không hành động giống họ, anh không khinh thường những người có địa vị xã hội thấp kém hay khoe khoang về thân thế của mình, rồi sau là trở thành một nhà cách mạng với mục tiêu lật đổ giới quý tộc, đòi lại công lý cho người dân. Khi Sabo quyết định rời bỏ nhà ra đi, Ace và Luffy đã rủ anh về ở với họ, rồi anh cũng thành con nuôi của sơn tặc Dadan. Vì sống chung và nuôi lớn lũ trẻ nên Dadan đã có cảm tình với chúng. Bà luôn khóc và không đi tiễn khi ba anh em lần lượt ra khơi. Đặc biệt là khi nghe tin Ace chết, Dadan đã đánh cáp, người mà bà rất sợ chỉ vì ông không thể cứu Ace. Và mới đây nhất, bà đã khóc vì Sabo, chuẩn bị có thể sẽ khóc vì Luffy tiếp. Ngoại hình của Sabo giống với nhân vật Alphonse Dogger từ Charles Dickens' Oliver Twist. Anh ta cũng là một phần của một nhóm trộm trẻ con. Ngoại hình đặc trưng của anh ấy bao gồm một chiếc mũ trên đầu và áo gilet của người lớn với tay áo sắn lên. Việc Sabo còn sống đã được gợi ý hai lần, một lần trong cuộc trò chuyện giữa Ivankov và Dragon trong tập 504 và một lần nữa trên trang bìa của chương 668 khi ba chén rượu sake được đặt trước mộ Ace với một bài báo về Luffy bị ghim xuống mộ. Sau đó được tiết lộ rằng Sabo là người đã đặt nó ở đó. So với Luffy và Ace, Sabo là người cao nhất trong ba anh em, có chiều cao 187cm, cao hơn 2cm so với Ace. Ngoài ra Sabo còn có một crush cũng thuộc quân cách mạng, đó là Koala, người luôn nổi cáu thể hiện mình là nóc nhà với Sabo. Tuy nhiên có vẻ Sabo cũng là một Mr. Sự nghiệp, tạm gác tình cảm trai gái để tập trung vào sự nghiệp cách mạng. 2. Sức mạnh của Sabo tương đương Đô Đốc. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần được nhiều anh em mong chờ hơn cả là sức mạnh của Sabo. Đầu tiên phải kể đến người đã huấn luyện anh từ nhỏ, chính là Garp.
Ông cũng coi Sabo như một đứa cháu của mình nên đã dạy dỗ anh giống như đối với Ace và Luffy. Mà cách ông huấn luyện mấy thằng cháu, mong chúng nó thành các hải quân anh dũng thì anh em biết nó khắc nghiệt như thế nào rồi đấy. Chắc chắn Gap biết tiềm năng của cả ba và ông có tham vọng muốn chúng sẽ thành bộ ba đô đốc hải quân sau này. Tiếc rằng bọn nó chỉ thích làm tội phạm, đúng là gia môn bất hạnh. Nhưng nhờ việc được Gap dạy dỗ từ bé lại tập luyện với hai đứa cũng thuộc dạng quái vật nên Sabo có nền tảng chiến đấu rất tốt từ nhỏ. Sabo có thể đánh bại Luffy 50 lần một ngày khá dễ dàng, cũng như đánh bại Ace 24 lần, trong khi thua 26 lần, tức là anh ngang ngửa với đội trưởng đội 2 băng dâu trắng sau này. Có điều từ khi ra khơi do ăn trái quỷ và không có ai huấn luyện nên Ace không biết cách vận dụng Haki. Anh thuần túy chiến đấu bằng kỹ năng cơ bản kết hợp với năng lực cháy Mira Mira. Trong VIP Breakout của Ace chỉ ghi duy nhất Haki báo vương, nhưng sau lần bộc phát nó hồi bé, thậm chí Ace còn không học được cách kiểm soát nó. Dâu trắng thu nạp Ace chắc chắn có ý dạy dỗ anh như cái cách Rayleigh huấn luyện Luffy. Tiếc rằng Ace lên tàu chưa được bao lâu thì bỏ đi đuổi theo dâu đen rồi sau đó tử nạn. Còn Sabo thì khác, mặc dù không ăn trái quỷ nào nhưng anh lại được Monkey D. Dragon huấn luyện. 12 năm dưới trướng cha của Luffy, Sabo đã leo lên vị trí số 2 trong quân cách mạng, được cả các thủ lĩnh khác cũng như Ivankov công nhận, đã cho thấy thực lực của anh bá đạo như thế nào. So với Ace và Luffy tự tập với nhau ở quê nhà, Sabo có thầy được đánh giá mạnh ngang tứ hoàng, huấn luyện từ nhỏ suốt cả chục năm nên thời điểm 2 năm trước, Ace cũng không phải là đối thủ của Sabo nữa. Đơn giản hồi bé họ đã ngang cơ, nhưng Sabo lại biết dùng Haki và học được thêm kỹ năng chiến đấu từ Dragon nên nếu đánh nhau, mình sẽ tất tay vào Sabo, Ace không thể thắng. Sabo thành thục cả hai loại Haki, đặc biệt là Haki vũ trang của anh cực mạnh, chỉ với tay không có thể dễ dàng bóp nát thanh đao cũng như mặt của phó đô đốc hải quân Bastille. Hay chiêu hơi thở của rồng, chỉ một tay là phá nát sàn đấu, long trảo thủ của Sabo cũng vô cùng nguy hiểm. Anh dễ dàng để chiến thắng đội trưởng đội 1 băng dâu đen là Burgess cũng như tên Diamante để giành được trái Mira Mira. Theo mình Haki quan sát của anh chỉ ở mức cơ bản, nhưng Haki vũ trang thì phải đạt đến cấp độ 2, chỉ không bằng Luffy bây giờ thôi. Với sức mạnh của Sabo lúc ấy, mình nghĩ các chỉ huy số 2 đều dưới cơ anh. Sabo phải được so sánh với các chỉ huy mạnh nhất. Anh cũng có thể đánh được King, Katakuri, Marco, Shiryu, nhất là sau khi đã ăn thêm trái Mira Mira. Như anh em đã biết, các chỉ huy số 1 trừ Ben Beckman ra, ngoài Haki, kỹ năng chiến đấu vượt trội, họ còn sở hữu cho mình những trái quỷ rất mạnh. Tuy nhiên khi chưa có trái quỷ, Sabo đã hơn chỉ huy số 2 rồi, anh thừa sức đánh bại King, Katakuri. Với tố chất của bộ 3 ASL vào kèo sinh tử, mình tin Sabo cũng phát huy tối đa tiềm năng. Và nên khi đã sở hữu Mira Mira no Mi, Sabo cũng xứng đáng được so sánh với các đô đốc hải quân. Dù Marco không thể tỏ ra nhỉnh hơn nhưng cũng là một chín và một tái. Trận đánh của anh và đô đốc sẽ rất dài hơi, nếu sơ sẩy thì đô đốc vẫn nằm sàn như thường. Sabo cũng vậy, anh hoàn toàn có thể cấm chân Fujitora, Kizaru hay Ryokugyu. Muốn qua được Sabo không phải chuyện dễ chút nào, sức mạnh của anh rất bá đạo, tiếc là chưa có nhiều cơ hội thực chiến, chỉ đấu tập thì Dragon cũng khó dồn anh vào cửa tử để Sabo tiến lên đẳng cấp cao hơn nữa của Haki. Và thời gian ăn trái Mira Mira cũng chưa đủ lâu để Sabo thành thục nó như Ace, cho nên Sabo vẫn chưa thể hạ được các đô đốc. Nếu cỡ đô đốc là 10, Sabo lúc này sẽ ở mức 9,5 cho tới 9,75. Sức mạnh của Sabo được thể hiện rõ nhất ở Maringouin khi anh cùng 3 thủ lĩnh quân cách mạng thất bại trước 2 đô đốc hải quân. Nhưng mình không đồng tình việc bảo một đô đốc chấp 2 thủ lĩnh và Sabo hoàn toàn dưới cơ đô đốc. Anh em nên nhớ, ở thánh địa có vô số lính hải quân, ngoài đô đốc còn có phó đô đốc bảo vệ hội nghị, CP0 bảo vệ Thiên Long Nhân. Mà bọn chúng cũng không đứng để quan sát, 4 thủ lĩnh thì 2 người solo với đô đốc, 2 người kia vừa cản đám còn lại, vừa cố gắng cứu Kuma, chứ không phải 4 người chia thành 2 cặp đánh với các đô đốc đâu nhá anh em. Nhìn Fujitora băng bó ở chapter 956 thì mình nghĩ ông ta và Sabo đã có trận tài chiến vô cùng căng thẳng, dù giành được phần thắng thì vị đô đốc này cũng không lành lặn gì. Đấy là xung quanh còn quân lính, kể cả Pacifista tiếp sức, nên nếu đấu solo, mình vẫn khẳng định Sabo 191 tái với đô đốc hải quân, anh phải ngang với Marco. Ngoài ra Sabo còn sở hữu một đầu óc nhanh nhạy, chức vị tổng tham mưu trưởng đã nói lên tất cả. Theo như lời của Ace, Sabo có thể trở thành hoa tiêu của mình thì chắc chắn anh phải có kỹ năng hàng hải cùng kiến thức phong phú. Điều này cũng được thể hiện rất rõ qua việc Sabo một mình lái tàu ra khơi từ khi còn nhỏ, khác hẳn thằng em đần độn Luffy. Và do được giáo dục trong môi trường của quý tộc nên không khó hiểu khi Sabo giỏi giang, học nhiều biết nhiều hơn hai người anh em kia. Giang hồ có học bao giờ cũng đáng gờm hơn phải không anh em? Có mấy thằng nghiện từng đỗ đại học lại từng là hải quân như thầy còn cái nịt đâu. 3. Số phận của Sabo. Đây là chủ đề anh em muốn mình làm nhất, và như đã phân tích một lần, chúng ta có hai trường hợp. Theo đúng logic của One Piece và việc Oda nói ông không thích giết chết các nhân vật của mình thì có thể loại bỏ trường hợp Sabo đã tử trận. Với mô típ chung từ trước tới nay, khó có chuyện Sabo đã bị giết sau khi Ace đã chết trước đó. Oda tiết lộ nếu Ace không chết, Luffy sẽ không thể trở thành vua hải tặc
Điều đó ám chỉ anh có tố chất để mạnh hơn cả Lu. Dễ hiểu khi từ bé Luffy vẫn luôn thua các anh của mình. Kể cả sau này, bao loại haki lẫn thể lực ngang nhau thì tố chất quái vật của con trai Roger và cháu nội Gap sẽ khiến họ không bao giờ chịu thua. Cơ mà trái quỷ của Ace mạnh hơn, anh em rõ kết quả rồi đúng không nào? Trường hợp của Ace là bất khả kháng để Luffy có thể thành Vũ Hải Tặc và có động lực luyện tập để mạnh lên. Oda mới để Ace chết. Còn Sabo lại khác, anh và Luffy đi trên hai con đường khác nhau, thậm chí trận chiến cuối cùng anh và Dragon còn có thể hợp sức với Lu, cho nên mình sẽ chia làm hai trường hợp. Anh em lưu ý, đây chỉ là giả thuyết của mình thôi nhé. Trường hợp thứ nhất, mặc dù bị đánh bại nhưng nhờ vào năng lực của Morley, tất cả các thành viên của quân cách mạng đã rút lui an toàn, có điều họ chưa thể trở về hội quân với Dragon ngay được. Tất nhiên họ đều bị thương nặng nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng. Có điều tất cả đang bị truy lùng rất gắt, Morley chỉ có thể giúp cả nhóm lần trốn chứ thoát được khỏi Maringouin là rất khó. Việc báo cho Morgan biết, Ivankov đã nói không thể tin được vì tên này chuyên ăn tục nói phét. Dragon, Belobetti tỏ ra rất lo lắng, Koala, Makino rồi Dadan thậm chí còn khóc cho thấy Morgan đã tung tin xấu về Sabo. Nhưng đây cũng có thể là điều chính quyền mong muốn hoặc là gán tội ám sát các vị vua cho quân cách mạng, còn thực tế là vua Cobra bị CP0 giết chết. Chính những tin tức này khiến cho người thân cũng như đồng đội vô cùng lo lắng cho Sabo, nhưng anh vẫn còn sống chỉ là chưa thể trở về căn cứ hay liên lạc với Dragon được mà thôi. Giả thuyết thứ hai là tất cả đều bị đánh bại rồi bị bắt giải đến Impel Down. Nếu trường hợp này xảy ra, chúng ta có thể tưởng tượng đến một trận chiến thượng đỉnh nữa, nhưng lần này lực lượng tham gia sẽ đông đảo hơn rất nhiều. Ngoài quân cách mạng, Ngũ Hoàng Luffy có thể dẫn theo cả một hạm đội đến giải cứu Sabo. Cậu khi đó vừa đánh bại được Kaido, sức mạnh thì anh em có thể mường tượng ra được rồi. Luffy sẽ đạt được 9,75 so với một tứ hoàng ở đỉnh cao phong độ, hơn hẳn một đô đốc, đủ sức để solo với Akainu. Zoro khi ấy cũng thành chỉ huy số 1 có thể cấm chân một đô đốc, ví dụ Fujitora. Sanji, Jinbe sẽ cố gắng giữ chân một đô đốc khác. Lần trước Luffy chỉ đi có một mình, lần này cậu còn đồng đội và cả đại hạm đội mũ rơm. Nếu may mắn thì Six Sao cùng Samurai Wano Quốc sẽ lên đường trợ giúp như một cách trả ơn. Và lực lượng quân cách mạng theo mình phải tương đương một băng của tứ hoàng, tức là hải quân phải chống lại tới hai tứ hoàng cùng một lúc. Và Gap dĩ nhiên sẽ đứng về phía con với cháu nội để cứu cháu nuôi, bởi ông ta đã từ chức. Nếu Sengoku ra tay, Gap sẽ lo liệu ông ta. Còn không, chắc đích thân tổng tư lệnh không sẽ phải xuất trận, chứ Minh Hải quân thì oẳng là cái chắc. Giả thuyết này nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng liệu Oda đã muốn trận chiến cuối cùng nổ ra hay chưa? Mình nghĩ hơi sớm và hợp lý nhất chắc là Dragon sẽ dẫn quân đánh úp Impel Down nếu Sabo cùng các thủ lĩnh bị giam ở đây. Hải quân vừa phải chia lực lượng đi truy bắt Thất Vũ Hải, vừa đi lo vụ Wano Quốc. Hai đô đốc Fujitora cùng Ryokugyu lại đang bị thương, rồi còn sự cố Alabasta, nói chung là đang hỗn loạn. Akainu lại rời tổng bộ vào tân thế giới, tức là xa Impel Down hơn. Trong trường hợp nhà tù này bị tấn công, về cơ bản hắn sẽ không tới kịp. Đến nơi cũng xong rồi, một mình Majin Lăng thì không đủ, chắc chắn Impel Down sẽ thất thủ. Và với tính cách cũng như đầu óc của Dragon, ông sẽ không mạo hiểm đem toàn bộ lực lượng dồn vào một trận đánh 50-50 với chính quyền. Mà thay vào đó, nhân lúc Akainu dẫn quân đến Wano, thế giới đang có nhiều biến loạn, thì úp sọt Impel Down cứu người vẫn là thượng sách, thiệt hại ít hơn, cơ hội thành công cao hơn. Đã vậy, Ivankov và Inazuma còn từng ở đây, họ biết rõ mọi ngóc ngách, lại đã vượt ngục một lần, tỷ lệ giành được phần thắng lại càng lớn hơn. Đó là tất tần tật thông tin về Sabo cũng như một vài giả thuyết về anh. Nếu anh em thấy hay, đừng quên bấm like, subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Còn bây giờ thì xin anh em và hẹn gặp lại.